Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích và dự báo giá vàng trong những tuần kế tiếp, đặc biệt là những tuần trong tháng 8 năm 2016 như sau. Thứ nhất là như bản tin số 9 vừa rồi tôi có phân tích thì nếu trong tuần vừa qua, tức là bản tin vào ngày 28 tháng 7 2016, thì có dự đoán rằng nếu giá kết thúc của tuần này nằm trên 40 41 thì giá vàng trong tuần tới khả năng sẽ bắt đầu tăng. Thì đó là một trong những cái thông tin dự báo và phân tích kỹ thuật. Xét về cái phân tích kỹ thuật trong tuần này thì chúng ta thấy như sau. Thứ nhất là xét về biểu đồ ngày thì hiện tại cái giá vàng đang đi hình thành trong cái mô hình sóng Elliott, và đang hình thành trong giai đoạn hình thành con sóng 5. Như vậy thì theo dự đoán và các công cụ phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ phân tích các con sóng như sau. Thứ nhất là ở đây mô hình đã được hình thành hoàn chỉnh ở con sóng sóng 1. Đây là con sóng 2. Và đây là con sóng sóng 3. Thị trường đã có điều chỉnh làm con sóng 4. Như vậy thì chúng ta sẽ dự báo cái điểm kết thúc của con sóng 5. Như vậy mục tiêu gần nhất của con sóng 5 là dùng giá là sẽ 1365 và cao hơn nữa là 1436 trong cái đỉnh kết thúc của con sóng 5. Như vậy thì với cái phân tích này thì các nhà đầu tư mà đã từng nắm giữ vàng vật chất ở trong cái giai đoạn mà sau khi Liên Hợp Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì làm cho thông tin cơ bản làm cho cái giá vàng tăng lên, thì đã nắm giữ vàng vật chất thì các nhà đầu tư có thể yên tâm để chờ đợi giá lên cao hơn, hoặc là 14 thì lúc này chúng ta cũng có thể thực hiện cái việc chốt lãi hoặc là bảo toàn lợi nhuận. Cái đó là về cái phân tích giá vàng trong những tuần kế tiếp, tức là những tuần của tháng 8 năm 2016. Tại sao là chúng ta lại có những cái bước phân tích như thế này? Thì gần đây nhất cũng là trong tuần vừa qua, tức là tuần thứ tư của tháng 7, thì chúng ta thấy rằng là ngân hàng Nhật Bản cũng đã đưa ra những cái thông tin về lãi suất và các cái chính sách về tiền tệ. Thì ta chúng ta thấy rằng là ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng tung ra cái gói kích cầu, nhưng mà gói kích cầu này nó không như cái mong đợi của nhà đầu tư, làm cho đồng yên đang tăng giá rất là mạnh. Vì vậy cũng ảnh hưởng làm cho cái một phần nào làm cho cái giá đô bị yếu đi. Điều đó làm cho các cái sản phẩm hàng hóa được định giá bằng đô có cái sự tăng giá mạnh mẽ, thì trong đó cũng có vàng. Như vậy thì về thông tin cơ bản và các yếu tố như họp FOMC cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng trong tuần qua, thì làm cho giá vàng cũng sẽ có xu hướng tăng. Như vậy thì dựa vào phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản kết hợp, chúng ta thấy rằng giá vàng có khả năng sẽ tăng trưởng vào cái vùng giá là 1365 hoặc là cao hơn sẽ là 1436 trong những tuần kế tiếp của tháng 8, để có thể nhận được những cái phân tích nhanh nhất. Những video phân tích nhanh nhất thì các nhà đầu tư có thể đăng ký cái kênh video của chúng tôi để có thể nhận được những thông tin sớm hơn, hoặc là những nhà đầu tư có thể truy cập vào website là dự báo giá vàng.net. Thì vào trong website này, các nhà đầu tư có thể tải cái ứng dụng dự báo giá vàng, click vào trong cái bảng cái banner này, để vào trong cái trang là dự báo giá vàng. Vào trong cái trang này thì chúng ta có thể download cái phần mềm dự báo giá vàng. Đây là phần mềm dự báo giá vàng, và chúng ta kéo chuột xuống dưới cuối màn hình thì chúng ta sẽ có cách để download hai cái ứng dụng này. Ứng dụng chạy trên hệ điều hành iOS và chạy trên hệ điều hành Android, được tích hợp sử dụng trên máy tính bảng và điện thoại cũng khá tốt. Và ngoài ra thì vào trang chủ của website dự báo giá vàng.net thì các bạn có thể click vào cái banner tặng cẩm nang giao dịch ngoại hối. Thì đây là một trong những cái quyển sách mà tôi đã biên soạn rất là công phu,
tích hợp những cái kỹ năng, những kiến thức giao dịch cần thiết. Các bạn có thể download cái sách này miễn phí để về tham khảo và nâng cao các cái kỹ năng giao dịch hiệu quả hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể cần những cái quan tâm những cái thông tin hoặc là những cái chia sẻ thì bạn có thể theo dõi và comment ở dưới các cái video này hoặc là click vào các cái đường link để trỏ tới những cái website hỗ trợ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn giao dịch thành công.